hát trước nên lời nước non. Áo dài khúc hát vàng son, dịu dàng tha thướt cho người ngẩn ngơ. Phất phơ ta áo nhẹ nhàng, hồn Việt Nam đón tình người ân sâu. Áo dài duyên dáng bấy lâu, nằm cho buồn bến nghiêng mình tan dương. Hãy subscribe.
hai mảnh tuyệt vời thân sau và trước nên lời nước non. Áo dài khúc hát vàng son dịu dàng tha thước cho người ngẩn ngơ. Phấn phơ ta áo nhẹ nhàng hồn quê ấm tình người ấm sâu. Áo dài duyên dáng bấy lâu nằm cho buồn bể nghiêng mình tan dương.
us out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. Xin cảm ơn tiết mục giao lưu của trường mẫu giáo Vĩnh Quang. Tiếp theo sau đây, xin quý vị cùng chào đón màn dân vũ Xanh Tươi Việt Nam do các bạn học sinh và các cô giáo trường tiểu học Vĩnh Quang biểu diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin được cảm ơn phần giao lưu đến từ trường tiểu học Vĩnh Quang. Tiếp theo phần giao lưu văn nghệ, xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của chị Minh Hương đến từ chi hội 64 xã Vĩnh Quang qua ca. Ôi dồi ơi, thằng cu ơi, thằng cu. Thằng quay. Thằng này cứ chạy đến đấy luôn này. Số đo 3 vòng 90, 67, 92.
cân nặng 58 kg, nghề nghiệp giáo viên, quan điểm sống gần gũi, thân thiện, nhiệt huyết trong công việc, luôn phấn đấu hết mình để trở thành một nhà giáo giỏi, truyền cảm hứng tích cực cho học sinh. Chào đón thí sinh mang số báo danh 05, Cam Thị Hảo, đến từ công đoàn trường Mầm Non Vĩnh Quang, sinh năm 1992, sở hữu chiều cao 1m67, số đo 3 vòng 90 66 100, cân nặng 58 kg, nghề nghiệp giáo viên, quan điểm sống không có giới hạn nào cho bản thân. Chúng ta có thể làm tất cả bằng mọi thứ, bằng sự chủ động, thông minh, sáng tạo, tự tin, biết cách làm đẹp cho chính mình, thành công trong công việc và cuộc sống. Giáo viên, quan điểm sống chan hòa, khát vọng cống hiến hết mình cho xã hội, cho quyền năng của người phụ nữ thời đại mới, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Tiếp theo, chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 10, Đoàn Thị Hồng Hảo, đến từ công đoàn xã Vĩnh Quang, sinh năm 1989, sở hữu chiều cao 1m60, số đo 3 vòng 84 72 90, cân nặng 55 kg, nghề nghiệp cán bộ đoàn, quan điểm sống là một cán bộ đoàn, tôi luôn phấn đấu hết mình, luôn tự tin làm tốt mọi việc và khi đó bạn sẽ thành công. Chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 11, Nguyễn Thị Lâm Anh, đến từ chi hội 64, sở
sở hữu chiều cao 1m58, số đo ba vòng 84-60-86, cân nặng 45kg, nghề nghiệp cán bộ đoàn. Quan điểm sống: phụ nữ hiện đại không nên sống một cuộc đời vô vị, nhàm chán. Phụ nữ hiện đại nhất định phải xinh đẹp, thành công và hạnh phúc. Không cần phải trở thành cô gái được mọi người yêu quý, nhưng nhất định phải trở thành cô gái mà chính mình yêu thích. Doing great.
trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ lên trao giải à khối 1. Quay
bộ sưu tập hương sắc hoa sân non nước Cao Bằng của nhà thiết kế Thanh Hương xin được gửi đến các quý vị những tình cảm của con người của quê hương Cao Bằng. Hy vọng những hình ảnh của non nước Cao Bằng sẽ đọng lại trong trái tim mỗi người và các du khách khi đến thăm Cao Bằng. Nàng về nuôi cái cùng con để anh đi chảy nước non Cao Bằng. Đến mở ra hút sống cách mạng, văn hóa đặc sắc với nhiều dân tộc anh em đã chung sống gắn bó lâu đời, đã cùng chung tay xây đắp nền văn hóa đậm đà đa dạng. Quê hương Cao Bằng sở hữu các danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều điểm đến lịch sử văn hóa nổi tiếng. Đến với Cao Bằng, bạn sẽ được đắm mình vào khung cảnh mùa xuân với tiết trời ấm áp, cây cối xanh tươi, trăm hoa khoe sắc đua nở. Đâu đâu cũng thấy một màu xanh bình yên và mát lành của một vùng đất đang ngày một phát triển đi lên. Xin mời quý vị hãy cùng đắm mình và cảm nhận vẻ đẹp của bộ sưu tập hương sắc hoa sân non nước Cao Bằng của nhà thiết kế Thanh Hương. Với hơn 30 năm kinh nghiệm cùng niềm đam mê cháy bỏng, chị luôn mong muốn được thiết kế những bộ áo dài mang đậm đà bản sắc truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Gắn với tình yêu quê hương, những danh lam thắng cảnh non nước hữu tình, những con người thật thà chất phác, những khoảnh khắc của ngọt ngào mùa xuân, nhà thiết kế Thanh Hương đã có những ý tưởng khắc họa lên tà áo dài trên nền lụa nhung, in công nghệ hai mặt giống nhau, có độ co giãn 4 chiều và thiết kế theo công thức đỉnh cao, càng tôn lên vẻ đẹp yêu kiều, thướt tha, mê đắm lòng người. Hình ảnh suối Lenin, hang Bác Bó, nơi Bác Hồ đặt chân về nước sau bao năm bôn ba tìm đường cứu nước, được khắc họa trong tà áo dài càng tôn vinh lên nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam như tám chữ vàng anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang mà Bác Hồ trao tặng. Quý vị hãy cùng chiêm ngưỡng những bước đi uyển chuyển thướt tha của các cô giáo trường tiểu học Vĩnh Quang trong tà áo dài mềm mại duyên dáng với những hình ảnh về hương sắc mùa xuân thật ấm áp tươi vui đầy sức sống. Vẻ đẹp e ấp dịu dàng, đằm thắm, quyến rũ của sắc hoa xuân càng thêm rực rỡ cùng những hình ảnh thác Bản Dốc, động Đường Ngao, núi Mắt Thần, những ngôi nhà sàn cổ kính đã tạo nên bức tranh kỳ vĩ, tuyệt đẹp về miền non nước Cao Bằng. Của lịch sử, chiếc áo dài đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu của đất nước, con người Việt Nam. Chiếc áo dài chính là nét văn hóa về bản sắc dân tộc, mang theo phong cách và tâm hồn người Việt đến với năm châu và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và đã trở thành một biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam. Của nhà thiết kế Thanh Hương xin được gửi đến các quý vị những hình ảnh, những tình cảm của người con quê hương Cao Bằng. Hy vọng những hình ảnh của non nước Cao Bằng sẽ đọng lại trong trái tim mỗi người và các du khách khi đến thăm Cao Bằng. Nàng về nuôi cái cùng con để anh đi chảy nước non Cao Bằng.
tay rồi quay video vừa ấy này. Quay cả. Mở răng. Em cười ở răng xấu lắm. Mở răng trên. Để thấp, tôi thấy. Tóc tay. Nào, tươi lên nha. Như thế này, mở tay ra. Tay cao tay thấp như này hả? Đi chụp phong cảnh thì nó đúng rồi như thế. Rồi. Mày có cô đi mở tay đây này. Mở tay đi. Đổi lên. Tính lắm, tôi đứng từ đây góc này góc nghiêng này lắm. Mắt nhìn lên tay, đánh mắt sang mạng kiệp. Nào đánh vào tính nào, kiệp vào tính nào. Đấy một hồi đấy. Đó, tính lắm. Bây giờ nhắc chị bảo đây. Bây giờ, thân mấy bạn rút một phát từ dưới kia lên đây. Em nháy nháy kiểu như là này, tự nhiên đi. Đấy, bước tự nhiên lên, thả ra chỉ chiến này rồi, bước đi. Thả tay nào. Hấp tà. Xoay ngang, xoay lọc, xoay chéo. Xoay cái bảng làm như anh diễn. Làm lại. Chụp hoa hậu nhỉ? Tí nữa lại người mẫu cho tiền chứ. Để em hấp tà làm chút phát nhé. Làm đi làm lại. Làm lại, em ơi, làm đi. Em ơi, như này xem ạ. Đấy. Đứng sát bên kia cũng để gần cái đèn, để gần cái đèn. Đấy ạ. Thấy này chưa? Đấy rồi, ok các chú, ok được. Làm lại. Máy ta. Làm lại đi. Ok đẹp quá. Từ nhá để cô chỉnh lại. Mồm khô quá.
nghe là thank you.
Thank you.